Thưa quý vị, ưu tiên cao nhất cho sức khỏe và tính mạng của nhân dân, đó là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Thành Long trong buổi làm việc và kiểm tra công tác vận hành tại Thủy điện Thác Bà, tỉnh Yên Bái vào sáng ngày hôm nay. Đến thời điểm này, Hồ Thủy điện Thác Bà được đánh giá vẫn đang đảm bảo an toàn. Theo dự báo, mất khoảng 1 đến 2 ngày nữa, Hồ Thủy điện Thác Bà sẽ về mực nước cho phép và bà con nhân dân trong khu vực vẫn phải ở nơi tránh trú để đề phòng trường hợp bất trắc có thể xảy ra. Dự báo lượng mưa ở khu vực này trong 48 giờ tới khoảng 40 đến 50 mm và trong 24 giờ tới lượng mưa khoảng 15 đến 20 mm. Hiện nay, các lực lượng chức năng đã tính toán mọi phương án và chủ động sẵn sàng lực lượng để ứng phó với tinh thần giảm thiệt hại xuống mức tối thiểu, trong đó tính mạng của người dân là trên hết. Tại đây, Phó Thủ tướng Lê Thành Long đã trao đổi với lãnh đạo công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà và nhấn mạnh đơn vị cần tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Đặc biệt lưu ý, trong mọi tình huống, ưu tiên cao nhất luôn là sức khỏe, tính mạng của nhân dân. Vâng, cũng tại thành phố Yên Bái thì mưa lớn do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 diễn ra trong nhiều ngày đã khiến cho 4 người trong cùng một gia đình tại thành phố Yên Bái tử vong do bị đất đá chèn đồi sạt lở vùi lấp. Vụ sạt lở xảy ra vào khoảng 4 giờ sáng ngày 10 tháng 9 tại thôn Bảo Tân, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái. Nạn nhân bị vùi lấp là Sa Văn Ánh và vợ là Hoàng Thị Hiên cùng hai con trai là Sa Tuấn Tú và Sa Tuấn Kiệt. Ngay sau khi vụ sạt lở xảy ra, chính quyền địa phương cùng bà con, hàng xóm đã khẩn trương xuyên đêm tìm kiếm nạn nhân. Công tác tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn do trời vẫn có mưa và nguy cơ sạt trượt cao. Tuy nhiên, người dân vẫn tích cực tìm kiếm và đến khoảng 10 giờ cùng ngày, toàn bộ 4 thi thể đã được tìm thấy. Ngay sau khi tìm được thi thể, chính quyền địa phương đã làm các thủ tục bàn giao cho gia đình để lo hậu sự. Dự báo mưa lớn tiếp tục kéo dài ít nhất đến ngày 12 tháng 9. Điều này dẫn đến nguy cơ sạt lở đất rất cao. Do vậy, người dân cần hết sức cảnh giác để hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra. Thưa quý vị, theo Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, thống kê đến 11 giờ ngày hôm nay, số người chết mất tích do cơn bão số 3, mưa lũ và sạt lở đất tăng lên là 292 người, trong đó 152 người chết và 140 người mất tích. Cụ thể, tại tỉnh Lào Cai, 155 người, 53 người chết, 102 người mất tích. Tại tỉnh Cao Bằng, 52 người, 29 người chết, 23 người mất tích. Tại tỉnh Yên Bái, 40 người do sạt lở đất, 37 người chết, 3 người mất tích. Tại tỉnh Quảng Ninh, 13 người chết do bão, 12 người, lũ cuốn 1 người. Hải Phòng, 2 người chết do bão. Hải Dương, 1 người chết do bão. Hà Nội, 1 người chết do bão. Hòa Bình, 5 người chết do sạt lở đất. Lạng Sơn, 3 người chết do lũ cuốn sạt lở đất. Bắc Giang, 2 người chết do lũ cuốn. Tuyên Quang, 3 người do lũ cuốn. 2 người chết, 1 người mất tích. Hà Giang, 2 người, 1 người chết, 1 người mất tích. Lai Châu, 1 người chết do sạt lở đất. Vĩnh Phúc, 2 người, 1 người chết, 1 người mất tích do lật thuyền. Phú Thọ, 10 người, 8 người mất tích tại sự cố sập cầu Phong Châu. 1 người mất tích do lũ, 1 người chết do sạt lở đất. Như vậy, số người chết và mất tích do bão lũ và sạt lở đất tăng 91 người so với báo cáo lúc 9 giờ ngày hôm nay, 11 tháng 9. Về nông nghiệp, hơn 160.800 hecta lúa và 30.700 hecta hoa màu bị ngập úng, thiệt hại. Hơn 16.200 hecta cây ăn quả bị hư hại. 1.610 lồng bè nuôi trồng thủy sản bị hư hỏng, cuốn trôi. Nhiều cửa hàng, trụ sở, trường học bị tốc mái, hư hỏng. Rất nhiều biển hiệu quảng cáo, cột viễn thông, trạm phát sóng di động bị gãy đổ. Cây xanh đô thị bị bật gốc, gãy đổ la liệt trên các tuyến đường tại Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, Hà Nội. Các địa phương đang tiếp tục rà soát, thống kê thiệt hại. Hiện nay, các bộ ban ngành địa phương đang nỗ lực tập trung thực hiện khắc phục hậu quả mưa lũ, sạt lở đất, tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại, khôi phục lại các hoạt động thiết yếu để ổn định đời sống nhân dân. Thưa quý vị, nước sông Hồng đang vượt báo động 2, khiến cho toàn bộ khu vực phố Phúc Tân, Bạch Đằng, quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Phúc Xá, quận Ba Đình ngập sâu, cắt điện. Người dân đã nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc có giá trị và di rời trong sáng nay. Mực nước sông Hồng tại cầu Long Biên lúc 8 giờ 40 phút vào sáng ngày hôm nay 11 tháng 9 là 10,99 m, dưới báo động 3 là 51 cm. Thời điểm hiện tại, một số tuyến phố thuộc phường Phúc Tân như Bảo Linh, Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm ngập sâu, có nơi ngập đến 80 cm.
toàn bộ khu vực ngập đã bị cắt điện. Người dân đã đưa người già trẻ nhỏ di tản đến nhà người thân tạm trú. Trên phố Bạch Đằng, phường Trương Dương, quận Hoàn Kiếm, nhiều điểm ngập sâu, các đoạn ngập đã được cắt điện để đảm bảo an toàn. Tại phường Bạch Đằng đã xuất hiện nhiều điểm ngập sâu. Ngay trong đêm ngày 10 tháng 9, phường Bạch Đằng đã di rời 103 trên 250 hộ dân ở gần bờ sông. Trước 17 giờ chiều nay, cơ quan chức năng sẽ di rời nốt các hộ dân còn lại để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân. Thưa quý vị, từ chiều và đêm ngày 10 tháng 9 cho đến hiện tại là ngày 11 tháng 9, toàn bộ khu vực thành phố Tuyên Quang đã ngập và mực nước vào nhà dân, có những nơi cao trên 2 mét. Đây là lần đầu tiên ngập lụt kỷ lục sau khoảng 20 năm tại địa phương này. Thời điểm vào sáng ngày hôm nay, nước lũ đã ngập toàn thành phố Tuyên Quang. Trước đó, từ chiều tối ngày 10 tháng 9, hoạt động di chuyển tại thành phố Tuyên Quang đã hoàn toàn phải dừng lại do nước lũ tăng nhanh và ngập vào toàn bộ các khu vực đường đi. Trong khi đó, diễn biến thời tiết hết sức phức tạp, mưa to kéo dài trên diện rộng cùng với thủy điện Tuyên Quang xả lũ khiến cho lũ trên hệ thống sông suối vẫn tiếp tục lên. Theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân thành phố Tuyên Quang, nhiều xã phường nhà dân đều đã bị ngập. Lúc này hầu hết các gia đình đều đã phải chuyển lên sinh hoạt tại khu vực tầng 2 hoặc tầng 3 do nước lên nhanh hoặc phải di chuyển đi xa để tránh lũ. Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Tuyên Quang, mưa lớn đã khiến mực nước trên các sông dâng cao. Và cũng theo báo cáo của Đài khí tượng Thủy văn, mực nước sông Lô đoạn qua thành phố Tuyên Quang đã lên mức báo động 3, mức cực kỳ nguy hiểm. Theo cập nhật từ địa phương, các lực lượng đều triển khai kiểm tra rà soát các khu dân cư ven sông, ven suối, có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất đá, chủ động di rời sơ tán dân đến nơi an toàn và không để người dân không có chỗ ở, thiếu đói khi phải di rời đến nơi an toàn. Để đảm bảo an toàn cao nhất về người, quân đội, công an các địa phương đã huy động tối đa lực lượng đưa người dân ra khỏi khu vực bị ngập. Theo dự báo, mưa lũ còn diễn biến rất phức tạp, các địa phương đơn vị tiếp tục triển khai phương án giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ. Đồng thời, hỗ trợ nhân dân dọn dẹp nhà cửa, tuyệt đối không để người dân thiếu đói, phòng trừ dịch bệnh, đảm bảo an toàn tại khu vực xung yếu, nơi nguy cơ xảy ra sạt lở. Thưa quý vị, Công an thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh vừa lập hồ sơ xử lý trường hợp đăng tải sai sự thật về thiệt hại do cơn bão số 3 trên mạng xã hội Facebook. Qua công tác kiểm soát không gian mạng vào hồi 10 giờ sáng ngày 10 tháng 9, Công an thành phố Cẩm Phả đã phát hiện tài khoản Facebook Song An Hải Sản của một phụ nữ trú tại thôn 3 Liên Hòa, Quảng Yên có đăng tải nội dung nói về việc Cẩm Phả vớt 16 xác người buộc dây vào nhau. Bài đăng đã có 114 lượt like, 124 lượt chia sẻ. Qua xác minh, Công an thành phố Cẩm Phả xác định nội dung thông tin trên là sai sự thật và đã triệu tập người này đến làm việc. Tại cơ quan công an, bà này thừa nhận bản thân đã không kiểm chứng chính xác nguồn thông tin mà đã đăng tải công khai các nội dung không đúng sự thật về tình hình thiệt hại do cơn bão số 3, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân. Công an thành phố Cẩm Phả hiện đang lập hồ sơ xử lý đối tượng theo đúng quy định của pháp luật. Chúng tôi tiếp tục cập nhật số liệu theo báo cáo của Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, thiệt hại do bão số 3 và hoàn lưu mưa lũ sau bão. Tính đến 7 giờ sáng ngày hôm nay, 11 tháng 9, đã có hàng trăm người tử vong và mất tích, gồm 141 người thiệt mạng, ít nhất là gần 160 người mất tích. Tỉnh có số người bị chết và mất tích nhiều nhất là Lào Cai, 160 người, tiếp theo là Cao Bằng, 52 người, gồm 19 người chết và 36 người mất tích, Yên Bái 40 người do sạt lở đất, 37 người chết, 3 người mất tích. Tỉnh Quảng Ninh có 13 người chết, do bão 12 người, lũ cuốn 1 người. Tỉnh Phú Thọ có 8 người mất tích tại sự cố sập cầu Phong Châu, 1 người chết do sạt lở đất. Các địa phương còn lại có số người chết và mất tích ít hơn, như thành phố Hải Phòng, 2 người chết do bão, Hải Dương 1 người chết do bão, Hà Nội 1 người chết, Hòa Bình 5 người chết do sạt lở đất, Lạng Sơn 3 người chết do lũ cuốn, sạt lở đất, Bắc Giang 1 người chết do lũ cuốn, Tuyên Quang 2 người mất tích do lũ cuốn, Hà Giang 1 người chết và 1 người mất tích, Lai Châu 1 người chết do sạt lở đất, Vĩnh Phúc có 1 người chết và 1 người mất tích do lật thuyền. Chỉ trong các ngày mùng 9 và mùng 10 tháng 9, các tỉnh miền núi phía Bắc đã xảy ra nhiều vụ lũ quét và sạt lở đất kinh hoàng. Trong đó, trận lũ quét xảy ra vào sáng ngày mùng 10 tháng 9 đã gây sạt lở đất san phẳng một thôn ở xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Về tài sản, đã có hàng trăm các công trình công cộng, trụ sở, trường học, hệ thống viễn thông, trạm phát sóng di động bị gãy đổ. Hàng nghìn cây xanh, đô thị bị bật gốc gãy đổ, 85 tàu thuyền các loại bị chìm tại nơi neo đậu ở tỉnh Quảng Ninh.
hơn 185.000 hecta lúa, hoa màu, cây ăn quả bị ngập úng và thiệt hại. Gần 1.600 lồng bè nuôi trồng thủy sản bị hư hỏng cuốn trôi. Hơn 1.800 con gia súc gia cầm bị chết. Và hiện các địa phương đang tiếp tục rà soát và thống kê thiệt hại. Diễn biến mới nhất về trận lũ quét kinh hoàng xảy ra vào sáng ngày hôm qua, mùng 10 tháng 9, tại thôn Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, đã vùi lấp toàn bộ một thôn có 35 hộ dân, 128 khẩu. Và đến sáng nay, thì công an tỉnh Lào Cai tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương các cấp, lực lượng cảnh sát cơ động, Bộ Công an di chuyển vào khu vực sạt lở để cứu nạn cứu hộ. Tuy nhiên, việc tiếp cận hiện trường gặp rất nhiều khó khăn do giao thông bị chia cắt, không có sóng điện thoại liên lạc. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai, đến 9 giờ ngày hôm nay, toàn thôn Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên có 167 hộ trên 760 khẩu. Khu vực sạt lở có 37 hộ trên 154 khẩu và 4 khẩu nơi khác đến. Sau rà soát theo số liệu hiện nay, có 22 người tử vong, 17 người bị thương, 5 người chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai điều trị, 1 người chuyển đến Bệnh viện Việt Đức điều trị, 73 người chưa tìm thấy, 46 người an toàn. Hiện nay, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Lào Cai và các cơ quan chức năng của tỉnh đang trực tiếp chỉ đạo công tác khắc phục thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Sư đoàn 316 của quân khu 2 đã cử 200 người, 80 cán bộ chiến sĩ thuộc Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động 4, thuộc Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động và hơn 100 cán bộ chiến sĩ công an tỉnh Lào Cai tham gia công tác khắc phục thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Hiện 200 học sinh trường cao đẳng Lào Cai cũng xuống huyện đã giúp nhân dân khắc phục thiên tai tại thị trấn Phố Ràng sau nước lũ. Thưa quý vị, theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Hà thì hiện nay nhiều nơi trên địa bàn huyện đã bị sạt lở với khối lượng đất đá đồng thời bị ngập sâu. Nhiều xã thôn bị cô lập hoàn toàn và công tác cứu nạn cứu hộ đang được triển khai tích cực nhưng gặp rất nhiều khó khăn. Công tác cứu nạn cứu hộ và tìm kiếm 5 người mất tích do sập nhà điều hành thủy điện Đông Nam Á, Nậm Lúc gặp rất nhiều khó khăn do vị trí xa trung tâm, khó tiếp cận, không thể đi được bằng đường ô tô, chỉ có thể cứu hộ bằng các phương tiện thủ công. Đồng thời vị trí này tiếp tục có nguy cơ sạt lở ảnh hưởng đến an toàn của lực lượng tham gia cứu hộ. Ngay trong chiều tối ngày 10 tháng 9, Công an huyện Bắc Hà đã huy động 30 cán bộ chiến sĩ phối hợp với các lực lượng chức năng tìm phương án tiếp cận hiện trường nhà điều hành thủy điện Đông Nam Á, Nậm Lúc, nơi có 5 người bị mất tích để hỗ trợ tổ chức công tác tìm kiếm cứu nạn. Do vị trí hiện trường chỉ có thể đi bộ vào, trong khi nhiều khu vực vẫn xảy ra sạt lở đất, nên phương án tối ưu của đoàn công tác là vào sáng ngày hôm nay đi cano xuôi sông dòng chảy rồi ngược lên để cứu nạn cứu hộ và khắc phục hậu quả thiên tai tại đây. Hiện Công an tỉnh Lào Cai đã cử một đoàn công tác do lãnh đạo Công an tỉnh chỉ huy cùng với lực lượng cảnh sát cơ động tiếp cận khu vực sạt lở, tổ chức cứu nạn và tiếp tế lương thực thực phẩm cho nhân dân tại nơi tránh trú. Thưa quý vị, sạt lở đất là hiện tượng thiên tai gây tác hại rất lớn đến tính mạng và tài sản của người dân. Và việc kịp thời di rời các hộ dân tại khu vực nguy hiểm đến nơi tránh trú an toàn luôn đóng vai trò quan trọng. Ghi nhận sau tại xã Cam Đường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, thì ngay phía sau tôi đây là khu vực sạt lở xảy ra tại thôn Dạ Hai, xã Cam Đường, thành phố Lào Cai. Quý vị có thể thấy là khu vực sạt lở này rất nguy hiểm và nghiêm trọng. Rất may là lực lượng công an đã kịp thời di rời 10 hộ gia đình với 45 nhân khẩu ra khỏi khu vực nguy hiểm vào 16 giờ ngày 9 tháng 9. Và ngay sau khi kịp thời di rời, thì 8 giờ tối ngày 9 tháng 9 đã xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng này. Chiều hôm 9 đây là 4 giờ đất nó sạt xuống. Chúng tôi có các chính quyền địa phương với lại cơ quan đoàn thể, các anh công an cũng vào là động viên chúng tôi là phải di rời dân qua trong cái vùng sạt lở. Chúng tôi di rời dân lên nhà văn hóa. Đến lúc 20 giờ 40 là bắt đầu sạt xuống, là bị nhà tôi 4 nhà trước. Tầm 10 giờ là sạt hết cái khu vực này. Xã Cam Đường với đặc điểm có nhiều đồi. Các hộ dân thì sinh sống gần khu vực đồi, nên khi có mưa bão kéo dài, rất dễ xảy ra sạt lở. Đây là nhà văn hóa thôn, nơi tránh trú của các hộ dân tại khu vực bị sạt lở. Mặc dù điều kiện còn nhiều khó khăn, song lực lượng công an đã kịp thời hỗ trợ, vận chuyển lương thực tiếp tế hàng ngày, hàng giờ cho người dân.
giúp người dân vơi bớt nỗi buồn, vượt qua khó khăn để sớm ổn định cuộc sống. Lực lượng công an đã động viên nhân dân trong lúc bão lũ thiên tai xảy ra, thì công an xã đã động viên nhân dân trấn an tư tưởng cho nhân dân và hỗ trợ người dân các suất cơm buổi trưa và buổi chiều. Đấy. Cũng quần áo cho nhân dân khi mà cũng di chuyển là khi di chuyển là không mang theo đồ vật tài sản gì. Rất là cảm ơn các đồng chí đã có tinh thần nhiệt tình giúp đỡ bà con nhân dân để cho bà con nhân dân vượt qua những cái khó khăn trước mắt. Còn tại tỉnh Cao Bằng, sau 2 ngày nỗ lực do nhiều điểm sạt lở, đất ngáng đường, cộng với mưa to vẫn tiếp tục ở huyện miền núi Nguyên Bình. Đến trưa ngày hôm qua, các lực lượng cứu hộ đã tiếp cận được tất cả 3 điểm sạt lở nghiêm trọng, khiến cho nhiều người chết và mất tích. Tại điểm Lũng Súng, xã Yên Lạc, các lực lượng cứu hộ đã tìm thấy toàn bộ 11 thi thể nạn nhân mất tích, 10 người khác bị thương. Tại xóm Lũng Lì, xã Ca Thành tìm thấy thêm 2 thi thể. Nâng tổng số người chết tại đây lên 4 người và hiện có 5 người mất tích. Còn tại điểm xảy ra sự cố km 180 680 quốc lộ 34, tại xóm Khuổi Ngoạ, xã Ca Thành đã phát hiện có 12 người tử vong, 2 người bị thương và hiện còn khoảng 18 người mất tích. Ngoài ra, nạn nhân đuối nước tại xã Vũ Minh cũng đã được tìm thấy. Như vậy, tại 3 vụ sạt lở đất ở huyện Nguyên Bình đã có 29 người chết, 15 người bị thương và còn khoảng 23 người mất tích. Hiện huyện Nguyên Bình tiếp tục có mưa to, khối lượng đất đá sạt trượt lớn, nước chảy xiết nên việc tìm kiếm nạn nhân gặp nhiều khó khăn. Tại các điểm Lũng Kỳ, xã Ca Thành, Lũng Súng, xã Yên Lạc, các phương tiện thiết bị kỹ thuật lớn không thể tiếp cận do đường bị sạt lở nghiêm trọng. Theo lực lượng chức năng địa phương, hiện nay chủ yếu là sử dụng máy xúc vào mở thông tuyến, triển khai đến điểm sạt lở và sẽ dùng phương tiện như máy xúc, cuốc xẻng, đào bới, gạt bùn đất để tìm kiếm. Bên cạnh đó, suối nước rất xiết, lực lượng chức năng cố gắng đi dọc theo suối để tìm kiếm những nạn nhân còn mắc kẹt. Tỉnh Cao Bằng đã lập sở chỉ huy tìm kiếm cứu nạn tại xã Vũ Nông, huyện Nguyên Bình, tăng cường các phương tiện, máy móc để tiếp tục đẩy nhanh thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn. Đối với các hộ dân có nguy cơ cao xảy ra sạt lở tại xóm Lũng Kỳ, xã Ca Thành, lực lượng chức năng đã sơ tán đến nơi an toàn. Ông Giang Tuấn Anh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang thông tin, đoạn đê sông Lô qua xã Quyết Thắng đã bị vỡ tối qua do nước sông lên cao. Và hiện nay công tác vá đê đang được gấp rút triển khai. Đoạn đê bị vỡ dài khoảng 10 mét, vị trí đê vỡ giáp danh với xã Hợp Nhất của huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ. Trước đó tại vị trí này đã có dấu hiệu của rò rỉ nước, nên công tác di rời người dân trong vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng đã được triển khai, nên không có thiệt hại về người. Công tác ứng phó đang được các lực lượng và nhân dân tích cực triển khai. Đến khoảng 22 giờ vẫn có hàng trăm người dân và lực lượng chức năng vẫn đang vận chuyển bao cát và đất đến vị trí vỡ đê. Các xe tải chở đá và máy xúc được huy động đến hiện trường để ứng phó sự cố. Do ảnh hưởng của cơn bão số 3 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đang có mưa lớn, cùng với việc thủy điện Tuyên Quang mở 8 cửa xả đáy đã khiến lũ trên sông Lô dâng cao, gây ngập úng tại nhiều khu vực. Và lũ trên sông Cầu cũng đang dâng cao quá nhanh chỉ trong một đêm. Hơn 9 người ở xã Vân Hà, Bắc Giang đã bị cô lập hoàn toàn, đời sống bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Mưa lũ lớn sau cơn bão số 3 khiến cho nhiều nơi ở Bắc Giang bị ngập nặng, lũ tràn qua đập đá vào xã Vân Hà, thị xã Việt Yên, Bắc Giang, khiến cho cả xã chìm trong biển nước. Xã Vân Hà có 3 thôn gồm 2.500 hộ, với khoảng 9.000 dân bị cô lập với bên ngoài khi dòng nước sông Cầu dâng lên cao, gây ngập nặng. Đến 18 giờ ngày 10 tháng 9, đường đi vào xã Vân Hà vẫn bị chia cắt bởi mưa lũ. Hiện tại thì thuyền xuồng là phương tiện di chuyển duy nhất của người dân tại Vân Hà để hỗ trợ nhau trong việc bảo vệ tính mạng và tài sản. Nước lên nhanh cũng nhấn chìm toàn bộ hoa màu của người dân. Hiện trên địa bàn xã đã bị cắt điện hoàn toàn. Xã đã triển khai các biện pháp để bảo vệ tài sản và tính mạng của người dân, đảm bảo không thiếu nước sạch và nhu yếu phẩm thiết yếu cho các hộ dân bị cô lập. Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang, trong bão số 3, toàn tỉnh có 1 người chết và 5 người bị thương, 6 ngôi nhà bị đổ sập, gần 2.000 ngôi nhà bị tốc mái, gần 1.500 hộ gia đình phải di rời khẩn cấp. Về sản xuất nông nghiệp, khoảng 15.000 hecta lúa đang phơi đồng.
847 hecta cây ăn quả, 3.550 hecta rừng sản xuất và hơn 9.000 cây xanh, đô thị đã bị gãy đổ. Bão đã gây sạt lở 31 mét kênh mương, tốc mái tôn và đổ tường rào 154 điểm trường học, trạm y tế, nhà văn hóa, đình chùa. Một số công trình cột anten, ngầm tràn, đập đã xảy ra sự cố và ước tính thiệt hại là gần 345 tỷ đồng. Cũng vào tối ngày hôm qua ngày 10 tháng 9, do ảnh hưởng của bão số 3 khiến cho nước lũ tràn qua đê bối ở thôn Đa Hội, xã Hợp Thịnh, huyện Hiệp Hòa của tỉnh Bắc Giang. Trước tình hình trên, công an huyện Hiệp Hòa đã huy động lực lượng phương tiện gia cố đê và sơ tán gần 500 hộ dân đến nơi an toàn. Do mưa lớn kéo dài đã làm mực nước sông Cầu dâng cao. Tính đến 16 giờ ngày 10 tháng 9, mực nước sông Cầu đã vượt mức báo động 3 khiến các thôn ngoài đê, sông Cầu trên địa bàn huyện Hiệp Hòa bị ngập cục bộ, ảnh hưởng đến đời sống kinh tế của khoảng 5.000 hộ dân. Trong đó, đê bối thôn Đa Hội và đê bối thôn Đồng Đạo, xã Hợp Thịnh, huyện Hiệp Hòa đã bị tràn, nước ngập các hộ dân trong thôn. Để đảm bảo tuyệt đối an toàn về người và tài sản, vào chiều ngày 10 tháng 9, công an huyện Hiệp Hòa đã huy động 3 tổ công tác gồm 80 cán bộ chiến sĩ và 180 thành viên từ các tổ bảo vệ an ninh trật tự tại 6 xã thị trấn Thắng, xã Ngọc Sơn, thị trấn Bắc Lý, xã Hùng Sơn, xã Đoan Bái và xã Lương Phong để cùng tham gia hỗ trợ đắp đê, ngăn lũ và hỗ trợ nhân dân thôn Đa Hội, thôn Đồng Đạo, xã Hợp Thịnh sơ tán người và tài sản đến nơi an toàn. Tính đến thời điểm hiện tại, công an huyện Hiệp Hòa đã sơ tán hơn 500 hộ dân đến nơi an toàn, cắm cọc, đặt biển cảnh báo nguy hiểm và hướng dẫn người dân lưu thông qua các vùng bị ngập lụt, ủng hộ cấp phát 140 áo phao cứu sinh cho các hộ ven sông suối cùng tham gia thực hiện phòng chống lũ lụt. Còn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, nước sông đang dồn về hạ lưu tại khu vực huyện Phú Bình, thành phố Phổ Yên, thành phố Sông Công đã gây ra ngập úng và chia cắt nhiều xã phường ven sông. Và trước tình hình trên, thì công an các huyện, thành phố đã phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai lực lượng, phương tiện, tuyên truyền vận động, hỗ trợ di rời người và tài sản và cung cấp nhu yếu phẩm cho những hộ gia đình còn ở trong khu vực ngập lụt. Vào chiều và tối ngày 10 tháng 9, lực lượng chức năng phối hợp với một nhóm sử dụng máy bay không người lái đã thực hiện hoạt động chuyển hàng tiếp tế, cứu trợ bằng thiết bị bay không người lái cho người dân vùng ngập lụt tại phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên. Nhóm đã sử dụng thiết bị bay cỡ lớn, buộc hàng cứu trợ vào bộ phận móc thả từ xa và chuyển đến các địa điểm bị ngập lụt, nơi lực lượng chức năng khó tiếp cận bằng xuồng, thuyền với người mắc kẹt. Hàng cứu trợ được cán bộ chiến sĩ công an tỉnh Thái Nguyên chuẩn bị, gồm như là áo phao, đồ ăn, thức uống, pin sạc dự phòng hay thuốc thông thường. Lực lượng cứu hộ phối hợp với các thành viên của nhóm đã xác định đúng địa điểm, vị trí cần hàng tiếp tế, tìm cách liên lạc với người cần phải cứu trợ để sử dụng đèn pin, phát tín hiệu trong đêm để thả hàng đúng chỗ. Cũng trong đêm qua, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội cũng ban hành lệnh báo động lũ cấp 2 trên sông Hồng. Căn cứ vào mức nước sông Hồng tại Hà Nội, Long Biên vào hồi 23 giờ 30 phút ngày 10 tháng 9 là 10,50 m, mức nước báo động 2 là 10,50 m. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội ban hành lệnh báo động lũ cấp 2 trên sông Hồng vào hồi 23 giờ 30 phút ngày hôm qua tại địa phận các quận Bắc Từ Liêm, Tây Hồ, Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Long Biên và các huyện Thanh Trì, Đông Anh, Gia Lâm. Mưa tiếp tục diễn ra trên diện rộng, mực nước nhiều, sông lên cao. Tại nhiều địa phương trên địa bàn Hà Nội, công tác di rời người tài sản vẫn đang được khẩn trương tổ chức. Vào sáng ngày hôm nay, trước khi phát động ủng hộ đồng bào các tỉnh phía Bắc thiệt hại do cơn bão số 3, Ban Thường vụ Quận ủy Hai Bà Trưng đã họp khẩn triển khai các giải pháp ứng phó với tình hình mưa lũ trên địa bàn. Trước diễn biến phức tạp của nước sông Hồng, Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng đề nghị các đơn vị liên quan, đặc biệt là hai phường Bạch Đằng và Thanh Lương, tăng cường công tác tuyên truyền để người dân hiểu mức độ nguy hiểm của mưa lũ, chủ động các biện pháp phòng chống tránh. Đồng thời, quận sẵn sàng các kịch bản ứng phó khi mực nước sông Hồng ở báo động 2 và báo động 3. Vào sáng ngày hôm nay, huyện Đan Phượng tiếp tục di rời người dân và tài sản các khu vực ven sông Hồng. Nước sông Hồng dâng cao đã gây ngập úng diện tích bãi khoảng 5.063,8 hectare. Hoa màu bị ngập 41 hectare, bao gồm các loại rau màu, chuối ngoài bãi sông. Huyện Đan Phượng đã di rời 66 hộ, 261 nhân khẩu, vận chuyển 1.924 con lợn, 8.762 gia cầm, 41 con trâu bò về nơi an toàn.
do mực nước sông Nhuệ dâng cao dẫn đến tràn tuyến đê và sạt lở tại một số điểm đoạn qua xã Đại Áng. Ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì đã chỉ đạo các đơn vị xã Đại Áng huy động hơn 1.000 người xử lý khẩn cấp sự cố. Trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm có 836 hộ ngoài đê sông Hồng có nguy cơ ảnh hưởng của lũ. 724 hộ ven sông Nhuệ, sông Phèo có nguy cơ ảnh hưởng của lũ tại các phường Cổ Nhuế 1, Cổ Nhuế 2, Đức Thắng, Phú Diễn, Phúc Diễn, Minh Khai, Tây Tịu, Thụy Phương. Trong khi đó, tại huyện Thạch Thất, đến 6 giờ sáng ngày hôm nay, mực nước sông Tích lên cao, vượt mức báo động 3, ảnh hưởng đến 230 hộ dân và 943 nhân khẩu. Nam Từ Liêm, nước đổ xuống sông Ngà khiến mặt đê sông Cầu Ngà, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm bị tràn tại hai điểm Cầu Mới và Đồng Dậu. Vâng, thưa quý vị, ngay lúc này thì chúng tôi đã kết nối với phóng viên Thu Hồng đang có mặt tại huyện Mê Linh, Hà Nội sẽ thông tin từ quý vị và các bạn công tác ứng phó và ngập lụt tại nơi đây. Xin mời chị Thu Hồng ạ. Thưa quý vị, hiện tại tôi đang có mặt tại xã Tráng Việt. Đây là một trong 7 xã thuộc khu vực đê sông Hồng có nguy cơ ngập sâu. Và hiện nay thì các đường làng trong xã hầu hết đã ngập rồi. Và mực nước ấy thì đã ngấp nghé nhà dân như thế này. Và trước diễn biến khó lường của lũ trên sông Hồng, ở huyện Mê Linh đã khẩn trương lên phương án kế hoạch di rời người dân đối với 7 xã ven tuyến đê tả sông Hồng, đồng thời chuẩn bị phương án đối phó với các tình huống khẩn cấp. Với tình hình đang mưa to hiện tại, dự báo nước sông còn tiếp tục dâng cao. Và để đảm bảo an toàn cho người dân, thì ngay từ hôm qua, Ủy ban nhân dân huyện Mê Linh cũng đã có quyết định là cho các trường học mà có nằm trong khu vực ngập, học sinh sẽ được nghỉ học. Để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân, Ủy ban nhân dân huyện Mê Linh cùng các phòng ban đã trực tiếp chỉ đạo công tác ứng phó với nước sông lên nhanh. Đến thời điểm này thì đã hoàn thành công tác di rời người và tài sản tại các sông ven lạch sông đến nơi an toàn. Lãnh đạo huyện Mê Linh đang trực tiếp chỉ đạo các địa phương chuẩn bị vật tư, nhân lực, phương tiện, hậu cần sẵn sàng ứng phó di rời người dân của các vùng trũng ngập nước có thể bị cô lập. Và xin cảm ơn phóng viên Thu Hồng với những thông tin vừa rồi và chúng tôi sẽ còn tiếp tục cập nhật thông tin mới nhất tại đây. Thưa quý vị, do nước sông Hồng lên mức báo động 2, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã quyết định cấm tất cả phương tiện qua cầu Long Biên từ ngày hôm qua đến khi đảm bảo an toàn. Và để đảm bảo cho người dân đi lại trên các tuyến đường, lực lượng cảnh sát giao thông đã tăng cường ứng trực, tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Và ngay sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình Công an nhân dân trong buổi sáng ngày hôm nay. Bắt đầu từ chiều hôm qua, tại khu vực cầu Long Biên, lực lượng chức năng đã dựng những rào sắt, đồng thời là những biển để cảnh báo người đi đường. Và tại những khu vực như này thì lực lượng chức năng đã bố trí những người trực chốt 24/24 để cấm các phương tiện đi qua cầu. Theo ghi nhận thực tế, trong giờ cao điểm đã không xảy ra tình trạng ùn tắc tại khu vực cầu Long Biên. Tuy nhiên, tình trạng ùn ứ lại xảy ra trên cầu Trương Dương. Dòng phương tiện nối đuôi nhau, lực lượng chức năng đã liên tục có mặt tại những điểm nóng để phân luồng, hướng dẫn phương tiện, tránh xảy ra ùn tắc nghiêm trọng. Ban chỉ huy đội cảnh sát giao thông số 1 thì đã cử cán bộ ra để trực tiếp phân luồng, hướng dẫn phương tiện cho người dân đi lại được an toàn. Thì túc trực đảm bảo giao thông, đặc biệt là giờ cao điểm, cán bộ chiến sĩ trực tiếp tại hiện trường thì sẽ báo cáo ban chỉ huy đội để xin ý kiến, xin người tăng cường các tổ tuần tra lưu động để tháo gỡ những cái điểm nút thắt, tháo gỡ những cái điểm ùn tắc để đảm bảo giao thông trên tuyến. Theo Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội, để đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn thành phố, tại cầu Đuống cũng cấm toàn bộ phương tiện lưu thông qua cầu từ 22 giờ đêm qua. Với cầu Trương Dương, Sở Giao thông Vận tải cũng cấm các phương tiện xe khách, xe hợp đồng, xe du lịch trên 9 chỗ, xe tải có tải trọng trên 0,5 tấn, xe buýt được phép hoạt động. Để đảm bảo an toàn, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo trong quá trình tham gia giao thông, người dân cần chú ý quan sát các biển báo, nhất là biển báo nguy hiểm, biển báo dừng xe và các chướng ngại vật trên đường để kịp thời xử lý các sự cố, tránh gây tai nạn. Khuyến cáo người tham gia giao thông chấp hành nghiêm sự điều tiết của cảnh sát giao thông. Tại các điểm ngập úng thì người dân nên chấp hành sự hướng dẫn, tránh để xảy ra những nguy hiểm không đáng có. Bên cạnh đó, lực lượng cảnh sát giao thông cũng khuyến cáo tài xế cần chú ý quan sát các chướng ngại vật trên đường để kịp thời xử lý, bởi khi gió to, nhiều biển bạt, mái tôn, cành cây có thể rơi xuống lòng đường. Quan sát đường đi của xe trước để có thể chủ động tránh những bất trắc mà xe trước đã gặp phải. Đặc biệt, người dân hạn chế di chuyển trên cầu cao vào thời điểm có gió giật mạnh.
Thưa quý vị, hiện tại thì ở những nơi lũ lụt nặng nhất, cấp ủy chính quyền địa phương và người dân cũng như lực lượng vũ trang vẫn đang gồng mình chống chọi với trăm bề khốn khó. Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhiều bộ ngành địa phương đã có những hành động việc làm thiết thực giúp bà con nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai. Thế nhưng, vì mục đích cá nhân như câu view, câu like hoặc muốn tăng lượt tương tác trên các kênh hoặc fanpage của mình, một số chủ tài khoản mạng xã hội đã tự ý đăng tải những dòng trạng thái, những thông tin không đúng sự thật về tình hình bão lũ hiện nay, làm ảnh hưởng đến công tác chỉ đạo điều hành phòng chống bão lũ, gây hoang mang trong dư luận. Lực lượng công an đã nhanh chóng điều tra làm rõ, lập hồ sơ xử lý các đối tượng liên quan. Phản ánh trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Tính đến sáng ngày 11 tháng 9 năm 2024, đã có 21 chủ tài khoản Facebook cá nhân đăng tải các thông tin sai sự thật về tình hình bão lũ trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã được lực lượng chức năng xác minh xử lý theo quy định. Trước đó, trong ngày 10 tháng 9, các chủ tài khoản này đã đăng tải các dòng trạng thái như vỡ đê ở một số địa phương trong tỉnh. Thông tin sau đó đã được chia sẻ lên nhiều trang mạng xã hội, khiến người dân ở các địa phương trong tỉnh hoang mang và lo sợ. Tên tài khoản của em thì không có một cơ quan tổ chức nào đứng đằng sau xúi giục em làm cả. Mà cái này là em xem trên mạng, em thấy thông tin nó không có chính xác. Nhưng mà em vô tình em đăng thôi thì cũng không nghĩ là gây ra hậu quả như thế này. Thì sau khi em đăng được tầm 10 phút thì em thấy là sai thì em có xóa bài đăng đi luôn lúc đấy. Không ít trong số các chủ tài khoản bị triệu tập lên làm việc có hệ thống kênh bán hàng online để tăng lượt tương tác, theo dõi kênh của mình. Các trường hợp này đã tự ý đăng tải, chia sẻ những thông tin không đúng sự thật về tình hình bão lũ tại địa phương để thu hút sự chú ý theo dõi của người sử dụng mạng xã hội. Đối với thông tin đăng tải liên quan đến cái tình trạng và lũ lụt và bão lũ trên địa bàn tỉnh Hải Dương thì mà không đúng đăng tải, mà không đúng sự thật thì cơ quan công an sẽ thực hiện nghiêm, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đề nghị là người dân là không đăng tải, chia sẻ những thông tin, hình ảnh hoặc là nội dung mà nó không đúng sự thật liên quan đến tình trạng bão lũ đang xảy ra ở trên địa bàn tỉnh cũng như là một số địa bàn khác trên phạm vi toàn quốc lên trên không gian mạng. Nếu trường hợp nào vi phạm thì cơ quan công an sẽ thực hiện xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Việc thường xuyên theo dõi cập nhật các thông tin chính thống về cơn bão của các cơ quan chức năng trong giai đoạn này là cần thiết để có phương án, biện pháp ứng phó kịp thời. Tuy nhiên, người dân không nên tự ý đăng tải, chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng về tình hình bão lũ lên các trang mạng xã hội, đồng thời cũng hết sức cảnh giác trước những thông tin xuyên tạc về tình hình bão lụt tại địa phương của các phần tử xấu sẽ làm ảnh hưởng tiêu cực đến công tác chỉ đạo, điều hành phòng chống lụt bão và các hệ lụy khó lường tiếp theo. Thưa quý vị, vào sáng nay, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đang tổ chức cứu nạn, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn lật xe khách trên đường Hồ Chí Minh đã khiến cho 4 người tử vong và nhiều người bị thương. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 3 giờ sáng cùng ngày, xe khách chở hàng chục hành khách lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Đắk Lắk đi Gia Lai. Khi di chuyển đến địa phận xã Ea Leo, huyện Ea Leo, tỉnh Đắk Lắk, thì chiếc xe này đã bị lật sang ven đường. Vụ tai nạn đã khiến cho 4 người tử vong và rất nhiều người bị thương. Hiện những người bị thương đang được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Nguyên nhân của vụ tai nạn đang được tiếp tục điều tra làm rõ.